là hai huyện phía nam của thành phố giáp với tỉnh Hà Nam, nên việc đấu nối truyền tải nước sạch từ các nhà máy nội đô gặp nhiều khó khăn do khoảng cách xa, vận hành tốn nhiều chi phí. Vì thế đến nay, Ứng Hòa và Mỹ Đức là hai huyện có tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch còn thấp. Từ cuối năm 2023, sau khi được thành phố quyết định lựa chọn làm nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam đang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt với mục tiêu hoàn thành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố là đến năm 2025, 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch. Mặc dù nằm sát ngay sông đáy, nhưng chất lượng nước ngầm tại xã Vạn Kim luôn không được đảm bảo. Tồn dư nhiều tạp chất, chưa kể mực nước ngày càng xuống thấp. Ông Bì tại thôn Vạn Phúc, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, dù tuổi cao lại mắc nhiều bệnh tật, nhưng cả ngày ở nhà chỉ chăm chăm việc bơm lọc nước, phục vụ gia đình 7 người. Trong đó có 4 cháu nhỏ, rất vất vả. Dù biết chất lượng nước không đảm bảo ngay bằng mắt thường, nhưng gia đình cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Vì thế, khi thấy Công ty Nước sạch Hà Nam và chính quyền xã thông báo triển khai thi công, lắp đặt đường ống nước sạch, ông và người dân địa phương rất vui mừng, phấn khởi. Nhà tôi đây là cũng khoan giếng, mà xây cái bể lọc nhưng là tôi cũng xây từ đầu. Thế là mang đi trừ nước thì vẫn là nước ngon nhất. Đấy. Nhưng hiện nay bây giờ dùng vẫn cái máy đấy, cái giếng đấy, cho nên lọc xong bắt đầu lại. Đấy, cấp sang cái máy 4 triệu đấy. Đấy, xong bắt đầu mới đổ vào nấu ăn, nấu canh, nấu cơm. Còn rửa thì rửa dưới nước lọc đây. Chủ trương thì tôi thấy là xã hội nó tiến lên thì tôi cũng, như người dân cũng thích. Nhưng ngược lại đối với gia đình đây thì lại không biết có điều kiện để mua được nước không. Ngày xưa thì là cái xã hội nó chưa phát triển thì nhân dân sẽ dùng nước mưa, nước sông. Nhưng đến giai đoạn này thì nước sông đã được bị ô nhiễm rồi, nhân dân không dùng được nước sông nữa mà sẽ đi vào cái sử dụng nước giếng khoan. Trong giếng nước khoan thì rất nhiều cái mất vệ sinh và trực tiếp nhất là vấn đề như vậy là cái nước giếng tắm giặt thì đương nhiên là nó sẽ để lại cái cặn và cái nhiều các cái chất như vậy là mất vệ sinh môi trường. Và hai nữa là nước mưa, thì nước mưa chúng ta cũng không để ngưng được, cho nên trong nước không khí thì cũng rất là ô nhiễm môi trường. Cho nên tất cả các cái dòng nước đang sử dụng hiện tại thì là rất là mất vệ sinh. Nay đã được nhà nước đầu tư về công trình nước sạch, đó là điều rất vinh dự đối với nhân dân chúng tôi. Và mong rằng nhà nước sẽ giúp và tạo điều kiện một cái cách thuận tiện nhất cho nhân dân tôi được dùng nước sạch 100%. Chúng tôi đã phối hợp với Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam là tổ chức họp dân chính và tuyên truyền đến bà con nhân dân, thì báo cáo với các đồng chí là bà con nhân dân giờ rất là đồng thuận, đồng lòng và rất mong mỏi sớm được triển khai cái hệ thống nước sạch. Ngay sau đó chúng tôi cũng đã có thông báo đến cơ sở thôn và bà con nhân dân là cũng là phối hợp để tạo điều kiện đơn vị thi công đường ống nước sạch một cách nhanh nhất và sẽ sớm để triển khai đi vào cấp nước sạch cho bà con nhân dân. Và cái này cũng đều mong mỏi của bà con rất nhiều, bởi vì để đảm bảo sức khỏe cho bà con, cái việc này cũng là chủ trương của thành phố, của huyện xu chỉ đạo xuống cũng rất là bà con rất là ủng hộ và rất là đồng lòng. Huyện Mỹ Đức có 21 xã và thị trấn Đại Nghĩa. Hiện nay trên địa bàn huyện chỉ có xã Hương Sơn đang được cấp nước sạch tập trung từ trạm cấp nước sạch Hội Xá do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư quản lý vận hành từ năm 2016, công suất 3.000 mét khối một ngày đêm. Trạm cấp nước sạch Yến Vĩ công suất 700 mét khối một ngày đêm do Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn đầu tư từ nguồn vốn UNICEF năm 2006 và trạm cấp nước sạch Thiên Chủ công suất 700 mét khối một ngày đêm do Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Tỷ lệ hộ dân sử dụng đạt 100% so với số hộ dân toàn huyện đạt 12%. Còn lại các hộ trên địa bàn các xã thị trấn vẫn sử dụng nước mưa và tự xử lý từ nước giếng khoan bằng các thiết bị lọc của hộ gia đình. Theo đánh giá của Trung tâm Bảo vệ Môi trường trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của thành phố Hà Nội, đánh giá chất lượng đạt khoảng 82%. Từ tháng 8 năm 2023 đến nay, Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam đã thi công được 10,1 km đường ống phân phối và đường ống dịch vụ ở 6 xã Đại Hưng, Vạn Kim, Đốc Tín, Hùng Tiến, Lê Thanh và Phùng Xá. Cũng như cái chung của toàn dân xã Đức Tín thôi. Lâu nay là đặc biệt ở trong môi trường nhà trường là các con đang sử dụng nước có thể nói là không đảm bảo. Mà thầy trò hàng ngày cũng như là cùng với cả toàn dân, cả hệ thống chính trị của Đức Tín là đang chỉ mơ về nước sạch. Chỉ mong là một ngày gần nhất thầy trò các con được thụ hưởng cái nước sạch.
Đối với Đức Tín, chúng tôi thì đang thực hiện tiến độ đẩy mạnh cái việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện về nông thôn mới nâng cao của giai đoạn 2024 đến năm 2025 và những năm tiếp theo, thì trong đó có chương trình triển khai tổng thể toàn bộ của huyện Mỹ Đức về cái việc đó là một cái tiêu chí nước sạch cho nhân dân. Đối với nhân dân của xã Đức Tín chúng tôi thì thấy rằng là rất vui mừng và phấn khởi, đặc biệt hiện nay công trình nước sạch Hà Nam đang triển khai trên địa bàn xã Đức Tín. Bà con nhân dân cảm thấy hết sức phấn khởi và tạo những cái điều kiện thuận lợi để phù hợp cho đơn vị của công ty nước sạch để thi công hệ thống nước phục vụ cho nhân dân. Và thấy rằng đây là một cái điều hết sức thiết yếu, cần thiết trong cuộc sống, đặc biệt của cái giai đoạn xây dựng nông thôn mới của hiện nay đối với bà con nhân dân. Theo kế hoạch, đến tháng 6 năm 2024, công ty nước sạch Hà Nam sẽ hoàn thành lắp đặt hạ tầng và từng bước cung cấp nước sạch cho 20 xã còn lại và thị trấn Đại Nghĩa. Tuy nhiên đến nay, tiến độ dự án đang bị chậm so với kế hoạch vì nhiều nguyên nhân khách quan. Bọn tôi đang thi công cái tuyến ống dịch vụ kết hợp với cả cái tuyến ống truyền tải. Và cái mục tiêu của công ty là chúng tôi sẽ thi công đến đâu để cấp nước cho người dân đến đấy ạ. Trên cái địa bàn của xã Vạn Kim thì là đã thi công được tính tới thời điểm này là 40% cái khối lượng công trình. Và công ty theo cái tiến độ của công ty thì là sẽ trong cái tháng 5 này thì là sẽ thi công toàn bộ xong cái tuyến ống dịch vụ và sang đầu tháng 6 thì sẽ cố gắng để cấp được nước cho người dân. Theo thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, nhưng công ty cũng phấn đấu trong năm 2024, công ty tôi thi công đảm bảo cấp nước cho 8 xã trên huyện Mỹ Đức. Mục tiêu của huyện Mỹ Đức thì đối với cái nước sạch nông thôn hiện nay thì huyện cũng đưa ra chỉ tiêu cố gắng đạt khoảng trên 60% đấy, cái số hộ được sử dụng nước sạch và còn lại sẽ được hoàn thành trong 100% trong năm 2025 để đảm bảo về cái theo nghị quyết Đảng ủy của thành phố đã đề ra. Còn tại huyện Ứng Hòa, xã Đội Bình là một trong những xã đầu tiên của huyện được thi công lắp đặt sử dụng nước sạch. Xã Đội Bình có 6 thôn thì thôn Kim Trâm đã cung cấp nước sạch cho các hộ dân sử dụng, tỷ lệ đã đạt 120 trên 157 hộ. 5 thôn còn lại đang triển khai thi công. Gia đình ông Khánh, thôn Kim Trâm, xã Đội Bình, sau hơn nửa năm sử dụng nước sạch đã cảm nhận được hiệu quả rõ ràng, kể cả tiền nước cũng không chênh bao nhiêu so với lọc nước giếng khoan trước đây. Đây cũng là một cái mong mỏi của địa phương và cũng của gia đình từ lâu lắm rồi. Thế là từ khi mà được sử dụng cái nước sạch thì là cái thứ nhất là với về gia đình thì có một cái nhận thức, tức là nó đảm bảo về sức khỏe, đấy, an toàn về cuộc sống, đấy, nâng cao chất lượng đời sống của gia đình. Đấy là gia đình rất là phấn khởi. Giữa cái sử dụng nước cũ, nước lọc và nước máy thì có chênh lệch nhau nhưng nó không đáng kể. Ví dụ như trước là dùng máy lọc của bể thì anh vẫn phải bơm điện, đấy, thì vẫn phải mất tiền điện. Nhưng mà khi dùng nước sạch thì anh không phải bơm nữa. Thì giữa chênh lệch nó rất là ít, nhưng mà cái nguồn lợi của cái lợi ích mang lại, tức là cái nguồn nước nó sạch hơn rất nhiều và đảm bảo cho sức khỏe của gia đình rất là nhiều. Huyện Ứng Hòa có 28 xã và thị trấn Vân Đình. Trên địa bàn huyện có 2 đơn vị được phép cung cấp nước sạch. Trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông cung cấp cho xã Quảng Phú Cầu, Liên Bạt, một phần xã Trường Thịnh và thị trấn Vân Đình. Công ty nước sạch Hà Nam đang triển khai thi công đến 12 xã, trong đó 9 xã cơ bản hoàn thành là Đông Lỗ, Đại Cường, Hồng Quang, Đội Bình, Kim Đường, Minh Đức, Hòa Xá, Đại Hùng, Trung Tú. 3 xã triển khai một phần là Phương Tú, Đồng Tân, Phù Lưu đã cung cấp nước sạch cho 4 xã Đông Lỗ, Đại Cường, Đại Hùng, Đội Bình. Cho đến bây giờ thì là cả 6 trên 6 thôn đã được thi công các cái hệ thống ống dẫn nước. Và trong đó thì có hiện giờ mới có một mình thôn Kim Trâm là đã được lắp đồng hồ và bà con đã được sử dụng nước sạch. Còn 5 thôn kia là đang hoàn thiện hệ thống ống dẫn nước để tiếp tục cấp nước cho bà con. Xã tiến hành cho tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh và tuyên truyền trong các hội nghị để cho nhân dân nắm được cái tinh thần chủ trương tới là trong địa bàn xã có nước sạch để sử dụng. Và trong các cái hội nghị ở dưới thôn thì khi công ty về trực tiếp xuống các nhà văn hóa thôn thì ủy ban xã cũng đã trao đổi với cả địa phương và bố trí cái hội trường họp rồi là cho thông báo rộng rãi cho nhân dân ra tại nhà văn hóa
để họp và nghe công ty nước Hà Lam phổ biến các cái chương trình về nước sạch, và bà con cũng rất là phấn khởi khi công ty nước sạch về triển khai hệ thống nước sạch cho địa phương. Và xã chúng tôi hôm qua cũng đăng ký không những là nông thôn mới mà còn đạt là nông thôn mới nâng cao về đích vào cuối năm 2025. Và cái vấn đề để phát triển kinh tế thì cái vấn đề sức khỏe cũng là một cái vấn đề rất quan trọng. Thì đây cũng là một cái nhiệm vụ rất là cần thiết và một cái nhu cầu cần thiết cấp bách cho với lại người dân. Thì tôi thấy là rất là thiết thực và rất là cần thiết để cho cái góp cái phần phát triển đời sống cũng như là kinh tế của người dân địa phương. Mặc dù đã rất nỗ lực cố gắng, tuy nhiên do thủ tục xin phép thi công trên đê qua sông đáy cần có ý kiến chấp thuận từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mất nhiều thời gian. Các tuyến giao thông đã được bê tông hóa thảm nhựa, dẫn tới việc đào hoàn trả mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nên tiến độ triển khai dự án bị chậm so với kế hoạch, cần được đẩy nhanh trong thời gian tới. Công ty chúng tôi quyết tâm thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa. Trong năm 2024, công ty chúng tôi sẽ phấn đấu thi công được 10 xã và đảm bảo cấp nước an toàn cho 10 xã để nhân dân có nước sử dụng, nguồn nước sạch để sử dụng, để hợp vệ sinh, để người dân đảm bảo sức khỏe. Tại thời điểm này, công ty chúng tôi đã triển khai 4 xã đã có nước của chuyên nhân dân huyện Ứng Hòa. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện giao thì trong năm 2025, chúng tôi phấn đấu hoàn thành cấp nước cho theo đúng tiến độ của Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa trong năm 2025. Một vấn đề nữa đặt ra với huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa là thu nhập người dân còn thấp, việc đóng góp 4 triệu đồng một đồng hồ rồi trừ dần tiền sử dụng nước hàng tháng còn là trở ngại cho nhiều hộ dân. Cần có sự hỗ trợ bên cạnh công tác tuyên truyền vận động, nhất là đối với các hộ khó khăn, cận nghèo, gia đình chính sách. Thực tế đăng ký lắp đặt lần đầu tại các địa phương chỉ trên dưới 70%. Để mà vận động được nhân dân để sử dụng nước sạch được có thể 100% thì trước hết thì chúng tôi sẽ vận động nhân dân làm sao sử dụng nước sạch để cho vệ sinh môi trường và cũng như sức khỏe bảo đảm cho con người. Nhưng bên cạnh đó thì cũng muốn nhờ các sếp, các đồng chí lãnh đạo của các cấp lên xem xét có cái nguồn vốn nào mà rẻ nhất là như vậy là lắp đặt đồng hồ cho xã viên và nhân dân. Thì đó là điều mà vinh dự nhất mà nhân dân tôi phấn khởi nhất, thì để bảo đảm được như vậy là sử dụng được một cách 100% toàn dân. Chúng tôi cũng đã có ý kiến ở các cái hội nghị và cũng đưa ra nhiều các cái giải pháp, cũng là cũng tới đây thì nhà nước cũng sẽ có cái đề nghị các chính sách đối với các cái hộ nghèo rồi hộ thương binh ấy, thì sẽ có các cái ưu tiên đặc biệt đối với các cái trường hợp này, nhưng mà để về thống nhất về cái mức hỗ trợ như nào thì cái này thì chúng tôi còn đang phải bàn bạc thôi. Chúng tôi xác định rằng mặc dù cũng còn nhiều những cái khó khăn đối với địa bàn, mặc dù thu nhập của đơn vị Đốc Tín cũng chưa được cao. Song tuy nhiên với một cái tinh thần tuyên truyền chỉ đạo từ Đảng, chính quyền, các đoàn thể và hệ thống tầng lớp nhân dân và qua nhận định, đánh giá và đi thường xuyên thì bà con cũng cảm nhận và thấy rất là phấn khởi và rất là hào hứng và mong chờ đây là cái niềm mơ ước của cái nguồn hệ thống nước sạch chính là đảm bảo cho kể cả hệ thống sức khỏe của bà con nhân dân đang mong muốn và đang cần thiết. Và tôi tin tưởng rằng khi nguồn nước sạch đài vào được thực hiện đảm bảo đầy đủ thì đối với Đốc Tín sẽ đảm bảo được sấp xỉ 100% khi bà con thực hiện. Huyện chúng tôi cũng đã được cái việc này. Thì tuy nhiên để cũng làm sao để người dân cũng xác định rõ được cái tầm quan trọng của nước sạch như thế nào thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các ban ngành cũng như là chỉ đạo các địa phương đấy, đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đấy, các hộ gia đình đấy là khi được đấu nối cũng đã sử dụng cái nguồn nước đảm bảo cái vệ sinh môi trường đấy, để làm sao được đảm bảo về cái sức khỏe của người dân. Chúng tôi cũng đã làm việc với đơn vị mà cung cấp nước sạch đấy, cũng có cái giải pháp hỗ trợ các cái hộ nghèo cũng như các cái hộ có gia đình chính sách. Hiện tại với huyện Ứng Hòa, công ty cổ phần nước sạch Hà Nam phấn đấu hoàn thành cấp nước mới cho 9 xã trong năm 2024, 9 xã trong năm 2025. Với huyện Mỹ Đức, đẩy nhanh tiến độ thi công cung cấp cho 20 xã, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố là đến năm 2025, 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch. Đây là thách thức không nhỏ đối với công ty cổ phần nước sạch Hà Nam khi cần nguồn lực đầu tư lớn và thời gian cũng không còn nhiều.